Phương Quế xin kính chào quý khán thính giả của Hồng Việt TV và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa kính mến. Trang Thanh Lan kính chào tái ngộ đến quý khán giả thân mến. Đến với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được phát hình trực tiếp mỗi tối thứ ba trên làn sóng 2038 của Hồng Việt TV. Chương trình sẽ được phát lại 11 giờ đêm nay, 8 giờ rưỡi sáng thứ tư, 3 giờ chiều thứ năm và 4 giờ rưỡi chiều thứ bảy. Chương trình này cũng nhằm mục đích giúp đỡ những người trẻ hiểu biết thêm về hình ảnh oai hùng cũng như sự chiến đấu anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng Hát Hậu Phương hy vọng sẽ là một nhịp cầu để chúng ta có thể ôn lại những kỷ niệm vui, buồn, những mất mát chia ly trong thời chinh chiến. Khi tiếng súng còn đang rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, đã có những chàng trai rũ bỏ xách đèn lên đường bảo vệ non sông, cũng có những tiếng hát cất lên cho những chuyện tình dang dở. Tiếng hát của những người em gái hậu phương gửi đến cho những chàng trai nơi tiền tuyến là những tình cảm dạt dào thấm đẫm thương yêu, những con tim thổn thức, nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tiếng hát hậu phương rất mong đón tiếp quý vị cựu quân nhân, những người vợ lính, người yêu của lính đến với chương trình để chúng ta cùng nhau hàn huyên tâm sự, ôn lại những kỷ niệm buồn vui đời quân ngũ. Các hội đoàn có những buổi tổ chức liên quan về lính cần phổ biến, xin email về tiếng hát hậu phương @yahoo.com. Quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp vào để chia sẻ với chương trình qua ba số điện thoại 714-933-7817, 714-933-7818 và 714-933-7819. Kính thưa quý vị, chương trình Tiếng Hát Hậu Phương hôm nay xin giới thiệu đến quý vị một vị khách từ phương xa đến. Anh thuộc Tổng cục Chiến tranh Chính trị. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị cựu đại úy Nguyễn Hoài Phương. Dạ, mời anh. Tôi là Nguyễn Hoài Phương, cựu đại úy, đại đội trưởng đại đội chiến tranh chính trị tiểu khu Ninh Thuận. Tôi xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi Hồn Việt TV và xin đặc biệt chào Phương Hồng Quế và Trang Thanh Lan, anh Nghĩa. Dạ, tiếng hát của Phương, Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế. Xin kính chào anh Phương tới với chúng em. Chào Nghĩa Sứa, chào tái ngộ Nghĩa Sứa. Dạ vâng, Nghĩa Sứa đi vacation lâu quá về thế hơi tròn trịa quý vị ơi. Hơi tròn một chút xíu. Thêm mấy lít sữa. Dạ vâng, hôm nay thì cũng cảm ơn anh Phương. Là anh từ rất là xa, anh từ Houston, Texas, yeah, đã lặn lội đường xa đến đây. Và anh có thể cho quý khán thính giả cũng như là cho chúng em biết là đường xa xa xôi, vì lý do nào mà anh nhận lời tham gia vào chương trình Tiếng Hát Hậu Phương của chúng em anh? Thật ra mà nói đó là tôi cũng mới biết cái chương trình Tiếng Hát Hậu Phương khoảng một năm nay. Và tôi ở nhà tôi đó thì coi Hồn Việt TV thẳng không có được, cho nên là tôi phải coi cái chương trình của hai cô đó là trên YouTube. Yeah. Nên là thấy rất là ngưỡng mộ và không ngờ là cái Tiếng Hát Hậu Phương lại đã ở trên cái Hồn Việt TV cả gần 4 năm nay. Yeah, vâng. Tôi rất là hâm mộ cái chương trình này và tuần nào tôi cũng đón coi, sau một ngày tức là khoảng thứ tư đó là tôi mới coi được. Yeah. Cảm ơn anh Phương và thưa anh. Anh Phương bay qua đây hồi nào thưa anh? Tôi sang đây tuần trước nhưng mà tôi bay lên San Jose, xong rồi tôi chơi trên mấy ngày, tôi lại lái xe từ đó xuống đây. Và đến sáng mai thì tôi lại trở về Houston. Mà lái xe đường dài một mình anh lái đó. Một mình anh lái về Nam Cali. Anh với một người bạn phải không anh? Một anh bạn. Dạ đấy, anh bạn tôi đang đứng kia. Dạ, thì hai anh mà lái mà đường xá, đường San Jose cũng khó lái lắm ha, cũng ngoằn ngoèo cái khúc 152 đó mà anh ở xa anh lái cũng hay. Em thấy các anh Phương rồi anh Việt, Việt anh. Dạ, em thấy anh vẫn còn phong độ, anh Phương mặt mày vẫn còn căng thẳng, mà căng sáng nhưng mà căng thẳng rồi tóc bạc nào nhưng mà rất là còn nhiều. Dạ thưa anh có bí quyết gì không thưa anh? Thật ra là cái bí quyết của tôi đó là tới đâu hay tới đó, không lo gì hết. Đó, tôi không có lo gì cả, nghĩa là cuộc đời trôi nổi tới đâu hay tới đó thế thôi. Nhưng mà em cũng nãy em nghe anh chia sẻ với chúng em là anh vừa qua một cơn bạo bệnh, mà anh có thể mách cho chúng em biết hoặc là chia sẻ cho quý khán giả biết cái cách thức như thế nào mà qua cái cơn bệnh đó thưa anh? Cách đây khoảng 10 tháng đó thì tôi đi chụp hình phổi. Mà cái tôi chụp hình phổi đó thì cứ 2 năm tôi chụp một lần. Thì đến cái đợt vừa rồi đó, cách đây 10 tháng đi chụp hình phổi. Thì chụp xong đó, thì trên đường lái xe về nhà đó thì con tôi đó nó gọi lại, nó nói bố phải quay lại cái chỗ
ông bác sĩ phổi đó để ông coi lại, bởi vì trong phổi bố có hai cái vệt đen. Thì tôi quay lại đó thì ông ấy soi này kia kỹ lắm. Thì đến lúc ông ấy soi xong thì ông ra thì mặt ông buồn hiu à, thì tôi nghĩ rằng là chắc là có vấn đề. Thì ông ấy có lẽ ông không được phép nói với bệnh nhân những gì mà ông ấy thấy, cho nên ông bảo thôi bây giờ ông đi về thì tôi sẽ nói với Dr. Nguyễn, tức là con trai của tôi. Thì con trai tôi tối nó về thôi thì nó nói rằng là ông ấy nói ở trong phổi của bố đó, bên trái đó cũng có biếu và bên phải cũng có biếu. Thì bố phải đi bác sĩ phổi để ông ấy làm ông khám coi là cái biếu đó là biếu gì. Thì qua mấy ngày hôm sau đó nó đưa đến bác sĩ phổi đó, thì ông ấy rút một cái nước ở trong cái biếu ra biopsy. Ông thử biopsy đó thì ông ấy nói rằng là bố mày đó là đã bị ung thư phổi mà thời kỳ chót. Nó có 4 thời kỳ thì tôi đó lại là thời kỳ chót nữa. Thì khi mà mình nghe thấy cái bệnh ung thư thì nó đã đủ chết rồi, mà bây giờ ung thư phổi là thời kỳ chót thì chắc chắn là chết. Thế nhưng mà thì thôi, cái số của mình nó đến đây cũng là ok rồi. Thì tiếp theo đến là con tôi nó đưa đến ông bác sĩ chữa về ung thư. Thì ông đó rất may là ông lại là Việt Nam, mà ông cho nên là mình không có cái vấn đề khó khăn trong vấn đề nói chuyện. Thì tôi có nói với ông bác sĩ là bây giờ cháu thấy bác á, tại vì hắn ấy là bạn của con tôi ấy. Tôi nói bây giờ cháu thấy bác là cũng 70 mấy gần 80 rồi, sống tuần này thì cũng được rồi, bác không muốn là cháu làm chemo để tóc bác rụng xuống rồi bác nằm một chỗ, vừa khổ cho gia đình vừa khổ cho xã hội, cho nên là bác không muốn, bác từ chối cái đó. Thì ông bác sĩ ông nói là bây giờ nó có cái thuốc mới đây là nó, cái tên của nó rất là dễ, là Keytruda. Key là giống như cái chìa khóa đó, tiếng Mỹ đó. True là TRUDA vậy thôi, rất là dễ nhớ. Thì hắn nói là cái thuốc này là cái thuốc mà không phải chemo, mà là cái nó làm như thế trong người mình ấy, nó có cái sự đề kháng khi mà có tế bào ung thư xuất hiện, nhưng mà trong người bác thì cái đó nó thiếu, cho nên bây giờ nó cho cái thuốc này vào máu. Thì ông ấy lên cái chương trình là cứ 3 tuần lễ thì đến cái nhà thương đó, ông ấy truyền cái thuốc Keytruda đó vào trong máu mình, giống như thế là mình truyền nước biển vậy thôi. Thì kết nửa tiếng là xong, bởi vì cái bịch thuốc nó nhỏ chỉ bằng cái cell phone rồi. Thì đến lúc mà mình lái xe đến thì xong rồi lên làm cái đó, xong rồi xuống lái xe về, nó không có cái phản ứng gì hết. Thì trải qua 3 tháng, tức là ông ấy đã bơm vào người mình 4 mũi thuốc, thì ông ấy cho đi làm, ông cho làm scan lại. Thì thấy là hai cái biếu đó nó biến mất hết rồi, bởi vì ông nói là bên trái đó là cái cục biếu đó nó bằng cái hột gà, còn bên phải là nó bằng cái trái nhãn này kia đó, cho nên nhưng mà qua 3 tháng trích thuốc như vậy đó thì mấy cái biếu đó nó đã biến hết rồi. Thì đấy là tôi nghĩ đây là một phép lạ, và tôi nghĩ rằng nhất là anh em mà cựu quân nhân đó, khi mà gặp cái ung thư phổi thì cũng đừng có hốt hoảng, mà là hãy tìm đến bác sĩ, bởi vì bây giờ nó có những thuốc mới rất là tốt. Tức là anh điều trị trong vòng 3 tháng thôi anh? Tôi điều trị trong vòng 3 tháng, nhưng mà cái biếu đó khi mà làm như vậy đó thì cái biếu nó không còn nữa. Nhưng mà ông ấy nói rằng nó còn cái sẹo, cho nên bây giờ cần phải tiếp tục truyền cái thuốc đó cho cái sẹo đó nó tiêu, nó co lại, nó teo lại, rồi dần dần nó biến đi. Thì ông nói là trong vòng khoảng 1 năm mình phải trích thuốc. Thì tôi đã 9-10 tháng rồi, còn chừng 2 tháng nữa thì là hoàn lái tất. Lái xe ngon lành ha. Vậy em cũng chúc mừng anh. Chúc mừng anh là coi như là thoát chết á. Như vậy là ung thư phổi đã có chữa được rồi. Đúng có rồi. Trị được đúng, rồi. Thì đúng. Mình cũng mừng. Tại vì có nhiều người chết ung thư phổi lắm. Bác sĩ mà tuyên án một cái là bị ung thư rồi là thấy trời đất sụp đổ. Thì em nghĩ là các anh, các chị cũng như quý khán thính giả, mình đã nghe anh Phương chia sẻ cái vấn đề ung thư. Thì khi mà bác sĩ đã quyết định thì mình cũng đừng có lo. Thì bây giờ khoa học nó rất là hiện đại, thì có thể là những có cái thứ thuốc mà giúp cho chúng ta thoát khỏi ung thư, giống như là cùi hay là hoa lao cũng đã có thuốc hết rồi thưa anh.
chứ thường thường là ung thư phổi là hồi xưa đó là chết không anh. Như anh Nhật Trường là anh Sĩ Phú là tất cả những anh mà nghệ sĩ mình á, ung thư phổi chết nhiều lắm. Anh Giang Tử. Dạ đúng rồi, anh Giang Tử thì cổ họng. Dạ, nhưng mà cũng không có chữa được. Rồi, và bây giờ thì rất là mừng. Dạ. À, thưa anh cũng như là các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và quý khán giả muốn biết, thưa anh nhập ngũ năm nào ạ? À, tôi đó là ở khóa 14 Thủ Đức. Thật ra đúng là hồi đó là tôi cũng bạn bè nó rủ cho nên tôi đi sớm khoảng 2 năm. Thì tôi ở khi mà tôi mãn đến năm tháng 9 năm 62 là nhập ngũ ở trường Thủ Đức vào trường Thủ Đức. Và đến tháng 6 đó, năm 63 đó, thì ra trường thì tôi được đưa về tiểu khu Đắk Lắk, tức là Buôn Ma Thuột đó. Thì ở đó, đó cái khi ra trường đó, thì đi làm đại đội phó tác chiến. Một thời gian sau đó thì lên thiếu úy, và lên thiếu úy đó thì được đi làm đại đội trưởng tác chiến. Vào khoảng chừng đầu tháng đầu năm 65 cho đến khi đi hẹn, thì cái đơn vị của tôi đó là đơn vị trừ bị cho tiểu khu, có nghĩa là không đi đóng đồn mà không có gì hết, mà mình làm trừ bị đó thì cũng phải luôn luôn phải đi hành quân cái kiểu tìm địch đó. Thì trong cái thời gian mà cuối năm 65 đó thì đơn vị của tôi là đã đụng một trận. Nó khi mà đi hành quân vào trong cái làng đó đó thì để mà lục soát thì nó cái địa thế nó rất là bất lợi cho cái đơn vị của tôi, là bởi vì nó trước khi vào làng nó xuống một con suối, nó có cái cầu, xong bắt đầu đi lên dốc một cái thì mới đến cái làng. Thì khi mà lên dốc một cái thì là nó là mình từ dưới dốc mình đi lên, mà trong khi đó thì là cái địa thế hết sức là trống trải. Cho nên là tôi nó theo đúng sách vở mà học ở Thủ Đức, thì khi mà qua suối là tôi cho hai cái trung đội đi đầu đó là quẹo ra bên trái, quẹo bên phải và bắt đầu dàn hàng ngang, còn tôi với một cái trung đội nữa đó thì sẽ bọc ở đằng sau. Thì quân nó vừa mới tiến lên khoảng chừng nửa đồi đó thì là ở trong kia là địch bắn ra phát đầu tiên hết là cái anh mà mang cái máy truyền tin ở bên cạnh tôi, là anh bị thương ở tay. Thì tức là nó nhắm, khi nó thấy cái cần anten của cái máy đó là nó biết là tôi là cấp chỉ huy ở đó, cho nên nó nhắm nó bắn, thì nó lại bắn trúng cái anh mà truyền tin đó. Thì lúc đó khi lấy cái là ở hai trung đội nó dàn hàng ngang, nó nằm xuống và bắt đầu nó bắn lại. Nó bắn lại, nhưng mà thật sự ra đó là nhờ cái cây súng cối ở bên cạnh tôi nó bắn rất là chính xác, cho nên là sau khoảng chừng nửa tiếng giao tranh đó, thì là tôi cho hai trung đội trên đầu xung phong lên, và lúc đó đó thì địch quân đã bỏ chạy và cái đơn vị tôi đã tịch thu được 4 khẩu súng cá nhân với lại 7 xác chết để lại. Thì ông tiểu khu trưởng đó, hồi đó là tôi nhớ là ông đại tá Nguyễn Đình Vinh đó, ông ta là gốc của Nhảy Dù. Ông ấy bay đến bằng trực thăng để ông ấy quan sát cái trận đó. Thì ông ấy nói rằng là cái cuộc đụng độ này là phải là của Nhảy Dù. Chứ là địa phương quân kia là mà đánh được mà như thế này thì rất là giỏi. Thì thì mình hồi đó mình còn trẻ mà được cấp chỉ huy khen thì mình cũng sướng. Rồi về đó thì nhân cái dịp đó đó mà tôi được một cái huy chương anh dũng bội tinh với ngôi sao bạc, tức là tuyên dương trước sư đoàn. Đồng thời được chạy thăng chức trung úy sau khi 11 tháng mang lon thiếu úy. Thì là tôi vì cái trận đó. Như vậy có gọi là đặc cách không anh? Đúng rồi, là đặc cách mặt trận ha. Chứ còn chưa tới ngày tháng để anh lên trung úy. Đúng rồi. Vậy là cũng giỏi lắm, anh đi lính vậy là đánh giặc cũng giỏi. Cái đó là cũng là một cái chiến công mà mà hồi đó là cái đó là cái chiến công rất lớn, là bởi vì lúc đó lực lượng địch ở Buôn Ma Thuột nó còn yếu lắm. Mà mình đụng độ như vậy nhưng mà mình lại được có một cái chiến công như thế thì cũng mang lại một cái tiếng tăm cái hồi đó ở đó. Rồi sau đó thì anh mới về đâu anh? Về Ninh Hòa? Thì không, thì sau đó đó thì đến năm 67 đó thì tôi lại về lại Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23.
cũng ở ngay Ban Mê Thuột, nhưng mà mình ở tiểu khu, giờ mình sang bên sư đoàn đó, thì tôi là về phòng chính huấn ở khối chính trị làm sĩ quan binh vận. Đó thì cái thời gian ở đó đó là nó đụng nó xảy ra cái Tết Mậu Thân đó. À, năm 68. 68 là anh đang ở 67 về đó thì 68 là xảy ra Ban Mê Thuột. Thì lúc đó là tôi đang ở Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 ở Ban Mê Thuột. Dạ. Thì mấy cô có muốn nghe một chút xíu? Dạ vâng, dạ. 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 Tại vì mình là 50 năm Mậu Thân mà, cho nên mình nhắc nhở về Mậu Thân nhiều nhiều một chút cũng tốt anh. Thì cái hồi đó đó là cũng như mọi năm, hai bên đó là tuyên bố là ngưng bắn vào dịp Tết để cho hai bên, cho đồng bào được cái vui chơi ăn Tết. Thì nó cũng là cái truyền thống như vậy, ăn Tết như vậy, cho nên là tôi thấy lúc đó là tôi với một ông bạn nữa, ông ấy mới ở Trung đoàn 45, ông ấy đổi về lại Bộ Tư lệnh để ông ấy làm trưởng phòng quân tiếp vụ. Thì hai thằng độc thân hết, thì mới cũng là ở cư xá ngay cái cổng Bộ Tư lệnh thôi. Thì hai thằng mới đi xuống chùa này kia coi người ta trảy hội cái gì lá, người ta lấy cái gì lộc gì đó. Thì vừa mới về đến nhà cái để cất xe đi, cái thay đồ cái là hai tiếng nổ huynh huynh, nhìn mà qua cửa sổ là vào Bộ Tư lệnh thì thấy nó cháy ở trong rồi. Thì nó bắn hai quả đầu tiên hết, cái nó pháo kích đã trúng ngay kho xăng của tổng hành dinh sư đoàn. Thế là hai thằng cái mặc vội quần áo rồi phóng xe vào trong Bộ Tư lệnh. Thì cái khối tranh trị đó thì cái hàng rào phòng thủ nó dài lắm, mà thật ra thì mình hồi đó mình cũng Việt Cộng nói mà, rồi mình cũng cứ tin rằng là nó ngừng bắn để ăn Tết, nên mình không có phòng thủ kỹ lưỡng. Nhưng mà rất may đó là khi mà vào trong khối tranh trị cũng có một số anh em hạ sĩ quan với binh sĩ nó trực ở trong đó, cộng với lại một ông sĩ quan nữa, thì là anh em chúng tôi đi lấy súng rồi là ra hàng rào. Nhưng mà điều Việt Cộng nó vào nhiều nơi lắm, nhưng mà nó vào đó hình như nó lạc đường sao, rồi cái cuối cùng nó cũng chẳng chiếm được cái chỗ nào ở trong trong cái tỉnh Ban Mê Thuột của mình lúc đó. Mà cái trận đó kéo dài mấy ngày đêm thôi anh? Cái đó nó rồi lúc đó là ông tướng Trương Quang Ân đó, là ông ấy cũng là một cái cấp chỉ huy rất là sáng suốt. Ông ấy lại đưa mấy tiểu đoàn của cái trung đoàn 45 đi ra ngoài thị xã để nằm ở ngoài đó. Ông ấy coi như ông cũng sợ là nếu mà nó tấn công thì mình đã có quân ở ngoài, mình đánh đằng sau lưng nó. Cho nên là Việt Cộng ấy vào ở trong đó khoảng chừng 3 ngày là rút hết đấy. Lúc đó là anh và gia đình đang ở tại Ban Mê Thuột anh? Có mình tôi, lúc đó là vợ với lại con, một đứa con đó là ở Sài Gòn. Anh ở Ban Mê Thuột vùng Tây Nguyên nhiều. Thành thử ra là anh có vẻ thích Pleiku Tây Nguyên lắm. Thì em thấy anh có chọn một cái bài hát mà về Tây Nguyên, mà giọng hát anh cũng rất là ấm. Thì Cao Nguyên. Về Cao Nguyên thì xin mời anh hát bài hát để tặng quý vị khán thính giả. Có vẻ một thời kỷ niệm ở Cao Nguyên. Một thời kỷ niệm ở Cao Nguyên, vùng Cao Nguyên đất đỏ đó. Dạ, cảm ơn Phương Hồng Quế và Trang Thanh Lan. Kính thưa quý vị, tôi chọn cái bài hát này là bởi vì nó mang tâm sự của một người lính ở trên Cao Nguyên, và cũng là những các cái đơn vị như thể là tôi mới nói đó, là địa phương quân trấn những cái đồn ở biên giới. Và thưa quý vị, đây là nhạc phẩm Còn Một Chút Gì Để Nhớ của nhạc sĩ Phạm Duy. Anh khách lạ đi lên đi xuống
may mà có em đời còn dễ thương. Em Pleiku ngã đò nối hồng ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông, nên tóc em ướt và mặt em ướt nên em mềm như mây chiều trôi. Phố núi cao, phố núi trời gần, phố xa không xa nên phố tình thân. Đi dăm phút đã về chốn cũ, một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng. Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm mai xa lắm trên đồn biên giới. Còn một chút gì để nhớ để quên? Phố núi cao, phố núi trời gần, phố xa không xa nên phố tình thân. Đi dăm phút đã về chốn cũ, một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng. Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm mai xa lắm trên đồn biên giới. Còn một chút gì để nhớ để quên? Còn một chút gì để nhớ để quên? Anh có ai dạy anh hát không anh? Anh có đi học hát không? Giọng mà sao giọng anh ấm? Giọng ấm ghê. Dạ không ai dạy hết rồi. Cái này là mình cũng may mà trời cho được cái giọng nó ấm như vậy. Anh đi hát từ bao giờ? Anh thấy Nghĩa nó bơi quá trời. Nghĩa nó bơi đủ kiểu. Bơi giỏi quá à. Trời, nghề bơi là nghề của chàng mà ca sĩ hát là nghiệp cỡ nào Nghĩa nó cũng Nghĩa cũng theo được hết. Bơi theo được. Giỏi lắm. Tôi thấy là hôm nay gặp anh Nghĩa đây tôi rất là mừng, vì tôi vẫn có người bơi theo tôi. Dạ, bơi tự nhiên. Bơi thoải mái luôn á anh ơi. Dạ, thưa anh sinh trưởng ở đâu thưa anh? À, tôi quê ở Thái Bình, di cư vào Nam đó năm 54. Rồi ở Sài Gòn đi học. Rồi đến năm 62 thì đi lính. Rồi cũng cứ lung tung ở cho đến Ban Mê Thuột đó, rồi cái đến năm tiếp theo đó là đến năm 69 á thì xin đổi về tiểu khu Phan Rang, tức là Ninh Thuận á. Yeah. Thì cái lúc mà được đổi về đó, nó vào đầu năm 69 thì ở khối chính trị dưới đó nó đầy người hết rồi. Yeah. Thì ở tiểu khu đó mới đưa sang làm phụ tá phòng 2, tức là tình báo. Yeah. Thì mình cũng không có biết gì về tình báo hết, cho nên là ở bên đó ông trưởng phòng cũng đặc biệt đưa đi bay quan sát, bay bằng L-19, máy bay mà mình gọi máy bay bà già đó. Yeah. Không biết hai cô có biết cái loại máy bay không? Yeah. Thì cứ mỗi một tuần 3 lần, 2, 4, 6 là phải lên phi trường đó, để ngồi đằng sau cái L-19 cho ông phi công Mỹ, ông lái, ông đại úy. Thì ông ấy bay bạo, rất là bạo, là bởi vì hai bên núi này là ông ấy cứ khe núi ông bay. Và mình ngồi mình cũng teo, thấy rằng là bây giờ là nó chỉ cần nó lấy khẩu súng trường nó bắn cái là máy bay cũng tiêu. Yeah. Nhưng mà ông bay rất giỏi, phải công nhận là mấy ông Mỹ ông rất là can đảm. Thì bay 2 tiếng đồng hồ như vậy vào các mật khu quan sát rồi xong đi xuống. Thế nhưng mà nếu mà hôm nào mà mình xui á là đến giờ mà sắp về rồi là ông nhận lệnh ở dưới đất
là bây giờ ông phải bay, ông ấy cover cho cái đoàn convoy, cái đoàn xe tải xe là nó chạy ở trên cái từ ở trên Đơn Dương nó xuống, nó đi qua cái đèo Ngoạn Mục đó. Đó thì là ông là mình có thể phải bay cả tiếng đồng hồ nữa hoặc hơn nữa, thì lúc đó là cũng buồn lắm, bởi vì ngồi trên đó bay đó mình cũng không có thoải mái chút nào. Xong rồi á, đấy cái đó là còn đỡ hơn là cái ông nhận được cái lệnh á, là ông ấy đi chỉ điểm cho mục tiêu đó. Ví dụ như thế là ông nhận được cái lệnh chỉ điểm mục tiêu để cho phản lực nó oanh kích á, là ông ra phóng hay đấy, hỏa tiễn xuống cái mục tiêu bay lên mà tụi em thấy rằng là cái máy bay bà già mà nó lên nó đâu có nhanh như cái phản lực đó, thám thính đó. Nên là nó bắn vào cái mục tiêu đó hai trái là bắt đầu để phản lực nó đến nó oanh kích. Quang sáng. Thì những cái đó khi nó vút lên cái thì thôi thì thoát ruột ha. Trời ơi. Thoát ruột luôn. Ói không anh? Ói thì chưa ói nhưng mà nó cũng gần như thế là muốn ói. Thì đấy là cái kỷ niệm mà khi mà về đi bay như vậy đó, đi mất cả năm, xong rồi cái khôi đến đầu năm 70 đó thì nó có cái lệnh là thành lập mỗi một tiểu khu một đại đội chiến tranh trị. Thì lúc đó mới đi ra thì ở trên bộ chỉ huy tiểu khu chỉ định là đi ra làm, ngay cái lúc đó thì là gặp cái dịp lên đại úy đó thì ra thành lập cái đại đội chiến tranh trị ở tiểu khu Phan Rang đó, rồi phục vụ ở đó cho đến lúc mà đến tháng 4 năm 75. Thưa anh, ngay tiểu khu đó thì mình phục vụ cái vai trò chiến tranh chính trị đó thì là mình làm những cái nhiệm vụ nào thưa anh? Nó có hai công tác rõ ràng công nhất. Công tác nào dạ? Là cái thứ nhất là dân vận, tức là mình vận động dân chúng ủng hộ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rồi tuân hành tất cả những các cái lệnh của chính phủ, rồi đấy là về dân vận, rồi còn binh vận đó, thì mình vận động binh sĩ, mình tổ chức những khu dưỡng quân, rồi học tập chính trị này kia cho tất cả các binh sĩ ở trong tiểu khu. Rồi ngoài ra đó thì có một cái nhiệm vụ nữa, đó là địch vận. Thì địch vận đó, thì mình không có đặt nặng cái đó vào, bởi vì ở bên nó có cái bộ thông tin chiêu hồi này kia, người ta hoạt động, mình chỉ thí dụ như mình chỉ giúp là phụ trách về đi trải đài truyền đơn với những người kia cái nọ đó. Thì cái hồi đó là ông tiểu khu trưởng, hồi đó là ông ấy cũng chịu chơi lắm, bởi vì ông là ông đại tá Trần Văn Tự đó. Ông ấy dám cho anh tiền quỹ đen của ông ấy, ông ấy cho để mua sắm đàn, rồi sắm trống, rồi rồi ông còn cho tiền mua cái máy in nữa về đại đội để in truyền đơn, rồi in những các cái tài liệu này kia học tập cho binh sĩ nữa. Anh có cái ban văn nghệ của tiểu khu không anh? Đúng rồi, thì cái ban văn nghệ đó nó thuộc ở đại đội chính trị. Thì mình đi đấy là nó ở khi mà mình đi mình cổ động đồng bào để yểm trợ cho các chiến sĩ đó, thì mình có hai cái phương tiện mà để giúp vui. Thứ nhất là đi chiếu bóng về phát thuốc cho đồng bào, rồi giúp đỡ đồng bào trong công tác về vệ sinh hay là sức khỏe này kia. Rồi ngoài ra đó thì có một cái đội văn nghệ nữa. Thì đi đến các đơn vị giúp vui cho binh sĩ hoặc là cho dân chúng. Mà lúc đó ai là đội trưởng của đội văn nghệ anh? Một ông sĩ quan, bởi vì cái đơn vị này tức cười lắm, nó đông sĩ quan lắm. 12 ông sĩ quan. Thì trưởng ban văn nghệ cũng sĩ quan luôn. Đúng. Chứ thường thường là trưởng ban văn nghệ thường thường là không cần đâu, mấy ông hạ sĩ già cũng văn nghệ được. Đúng như là em ở biệt đoàn văn nghệ trung ương á thưa anh. Thì ông thượng sĩ Nguyễn Hữu Sáng đó, tức là nhạc sĩ Nguyễn Hữu Sáng đó, là ông là trưởng ban văn nghệ của biệt đoàn văn nghệ trung ương đó, chúng em là trung ương đó mà chỉ có thượng sĩ già thôi à. Dạ. Mà bên anh đó nhiều sĩ quan quá, thành thử ra là rồi anh ở trên chỗ đó cho tới ngày biến cố 30 tháng 4 luôn hả? Đúng chứ? Rồi. Dạ. 30 tháng 4 đó thì thôi cũng như thế là tất cả triệu quân là bắt đầu là đi tù ở Long Giao mất một năm, cho đến đến năm 76 đó thì là nó đưa ra ngoài Bắc. Tức cười nó đi chưa đưa ra Tân Cảng xong xuống tàu đi mình thấy rằng khoảng 3 ngày 4 đêm rồi, tức là nó đã ra đi ngoài Bắc rồi. Thì lúc đó là cái tàu nó đậu lại.
thì nó nhốt dưới hầm á, rồi cái nó cho hai anh đi lên mà đổ mấy cái thùng vệ sinh gì kia đó. Yeah. Thì các anh ấy lên, các anh nói có lẽ cái chỗ này Đà Nẵng sao, tôi thấy ở biển nó có núi. Thì anh mới thấy ông bảo là như vậy là Vịnh Hạ Long rồi, chứ đâu có thể nào mà Đà Nẵng được. Mình đi như vậy là phải đi ra tới ngoài Bắc rồi, chứ không thể nào mà tự nhiên đi tắm biển. Nhưng mà điều nó làm cho mình nhá, là tin tưởng. Nó nói cứ là nó đưa ra một cái tuyên truyền, là nó nói rằng là bây giờ đó nó đưa mình ra cái miền Trung đó, là coi như cái miền trung lập, đúng không? Đó rồi. Nhưng mà tính cái đường và tính cái thời gian thế thì mình biết nó ra Bắc rồi. Đúng như chàng ra Bắc là lên trên đó là nó bắt đầu cho lên xe, nó chở tuốt lên mãi đâu Yên Bái, Lào Cai thì mình chẳng biết nữa. Lên đó ở mấy năm, thân anh ở tù mấy năm? Anh rất may mắn là tất cả từ ở trong Nam ra ngoài Bắc là 5 năm là về đó. Đây cũng như thế một cái phép lạ nữa mà nhận ở trong đời, sau khi mà cộng với lại cái vụ mà bệnh nữa. À, cái bệnh là anh cũng là phép lạ rồi đó, mà đây là cũng là phép lạ nữa. Nghĩ vậy là bởi vì anh cũng quá may mắn. Cái ngành chính trị đó là nó tù ít nhất là 8 năm cho đến 12 năm cũng có. Nhưng mà cái hồi đó vui lắm, cái hồi mà còn mới ra đó là quân đội nó quản trị lý mình, nó chưa đưa công an đó. Thì cứ mỗi một lần mà tập họp hết cái trại ra lại để sinh hoạt đó, thì nó cứ kêu anh lên hát. Mà hồi đó là nhớ là hát cái bài mà của ông Đan Thọ đó với lại ông Phan Lạc Tuyên đó, cái bài Tình Quê Hương đó. Thì tại vì có lẽ là các anh ấy khoái cái câu là anh về qua xóm nhỏ đó. Đấy, không, cái câu này nữa nè. Anh chiến binh tiền tuyến ơi, về giải phóng quê em. Có lẽ anh khoái câu đó cho nên lần nào cũng là anh Phương lên hát bài đó. Bài của chú Đan Thọ. Đến lúc mà về đến công an thì thôi không còn có tự do được như ở bên quân đội. Công an nó gắt hơn bên quân đội hả? Dạ, thì anh em xin phép đọc lời nhắn của chị Mai, chị Bạch Mai ở Florida. Em chào chị Bạch Mai. Hôm nay chương trình Tiếng Hát Hậu Phương rất hay. Chào hai ca sĩ Trang Thanh Lan, Phương Quế, Nghĩa Sửa và anh khách mời. Chị muốn yêu cầu hai cô ca sĩ hát bài Không Bao Giờ Quên Anh, gửi lời thăm các anh em trong đài được nhiều sức khỏe và chúc đài luôn có nhiều chương trình hay và phục vụ đồng hương. Em cảm ơn chị Bạch Mai rất nhiều. Là trong tháng 4 này là chúng em hát nhạc kỷ niệm 30 tháng 4, tháng 4 đen thưa chị. Thì những bài hát của chị Mai là em cũng thiếu nợ nhiều lắm. Rồi từ từ em sẽ trả thôi. Dạ vâng. Dạ, cảm ơn chị Mai. Sau đây là tin nhắn từ chị Thanh ở Georgia, gửi lời chúc sức khỏe đến anh em nhân viên trong đài, cô Phương Quế, Trang Thanh Lan luôn có nhiều sức khỏe để tiếp tục phục vụ chương trình Tiếng Hát Hậu Phương, giúp bà con và các cụ quân nhân ôn lại một thời oanh liệt. Gửi lời thăm anh Nghĩa Sửa, muốn hỏi thăm anh Phương là anh chữa bệnh ung thư phổi, bác sĩ cho thuốc mới là truyền trực tiếp vô máu hay là chích. Tôi muốn hỏi quá trình điều trị thế nào. Chúc mừng anh gặp được thầy thuốc hay có tâm đã chữa được bệnh. Số điện thoại của tôi là 404-296-6949 nếu được. Mong anh Phương có thể liên lạc với tôi để tôi có thể hỏi chi tiết cách chữa trị, vì tôi cũng có người thân bị ung thư phổi. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Wow. Dạ, tí xíu nữa chị mẹ sẽ đưa cái số phone của anh cho anh Phương. Anh tôi sẽ liên lạc với anh. Anh gì? Chị Thanh. Chị Khanh. Ồ, chị Khanh Atlanta phải không? Không phải chị. Chị Thanh ở Georgia. Cái là tao chịu. Chịu Georgia. Đúng rồi. 404 không, để quên ghi số phone nữa, một lát mình quên. Thì bây giờ tụi em sẽ hát Xin Đời Cho Một Nụ Cười, sáng tác của anh Nam Lộc, để tặng quý khán giả cũng như các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và chị Bạch Mai, để tưởng niệm tháng Tư Đen của chúng ta. Vào những ngày di tản thì mấy cái bài hát này nó gợi lên những cái kỷ niệm buồn của chúng ta vào những ngày mà chúng ta đi di tản. Sáng tác của anh Nam Lộc. Dạ vâng. Tôi bước đi khi Sài Gòn
trong cơn hấp hối. Ôi Sài Gòn chờ đợi thở hơi cuối cùng. Tôi bước đi tần sân nhất lửa khói ngập trời, khu thương xa cửa khép cuộc đời, những con tàu ngơ ngác ra khơi. Tôi bước đi qua đường rừng trông gai tăm tối, như cuộc đời ở lại từ khi mất người. Tôi bước đi như con rết lê lết cuộc đời, như thân bướm đôi cánh dạ rời, lấy u sầu che giấu tạ tơi. Từ xa ơi, từ xa tôi trả bằng nước mắt. Từ xa ơi, từ xa anh trao bằng máu xương. Từ xa ơi, từ xa em đổi bằng thân xác, vì hai chữ từ xa ta mang đời lưu. Tôi nép thân trên mạnh thuyền mong manh sương gió, như một người tìm đường về nơi đây mồ. Tôi bước đi vì không muốn làm kẻ tội đồ, vì tôi muốn lại kiếp con người, muốn cuộc đời còn có những nụ cười. Từ xa ơi, từ xa tôi trả bằng nước mắt. Từ xa ơi, từ xa anh trao bằng máu xương. Từ xa ơi, từ xa em đổi bằng thân xác, vì hai chữ từ xa ta mang đời lưu. Vì hai chữ từ xa ta mang đời lưu vong. Vì hai chữ từ xa ta mang đời lưu vong. Nghĩa sửa vỗ tay. Bài này buồn quá, thấm thía nhớ những ngày di tản trước 30 tháng 4 vào những ngày gần kề 30 tháng 4 rất là nhiều. Mình có 5 phút nữa thì mình có rất là nhiều những cái bài thơ mà quý khán thính giả gửi vào. Thì bây giờ mình đọc tháng 4 và Trần Hòa Bình. Vâng, mình đọc trước cái bài thơ của nhà thơ Trần Văn Sơn với 9 năm trong ngục tù cộng sản. Anh là bạn tù của anh Lê Phi Ô. Bài thơ Tháng Tư và Trần Hòa Bình. Tháng Tư con chào đời, di tản thuyền thay nôi. Con nằm ôm vú mẹ, biển động mưa đầy trời. Con 15 ngày tuổi, sốt cao sẩy đầy người. Con nằm thoi thóp thở, thuốc chữa bầu sữa tươi. Ấp yêu vòng tay mẹ, lớn khôn ngàn trùng vây. Gầm cầu thường xó chợ, rách chiếu thương vòm cây. Mẹ mơ ngày đoàn tụ dưới mái nhà thân yêu, bên chồng con cha mẹ, bên bếp hồng cơm rau. Ba mơ ngày yên giặc, đặt tên con Hòa Bình. Hòa Bình đâu chẳng thấy, thấy khổ sai nhục hình. Khoảnh khắc 40 năm, con thành công dân Mỹ, khốn khó bỏ sau lưng miền viễn Tây hùng vĩ. Các con ngày mỗi lớn, sống cuộc đời thảnh thơi. Nhớ tháng tư tan tóc, di tản thuyền thay nôi. Ba mẹ ngày mỗi già, theo nội ngoại không xa. Con còn một tổ quốc, bên kia dải ngân hà. Nhớ lời ba mẹ dặn,
sống phải biết cội nguồn. Con da vàng máu đỏ, sữa mẹ nuôi lớn khôn. Nhớ lời ba mẹ dặn, nhân loại một mái nhà, gia tài con sẽ nhận. Sống tâm đạo mẹ cha. Dạ vâng, sau đây là một bài thơ nữa, cũng của anh Hoàng Phi Hùng Hoàng, gửi qua email Tiếng Hát Hậu Phương. Bài thơ với tựa đề Nhớ Về Anh Chiến Sĩ. Anh đứng đó, ôi anh hùng bất diệt, đứng nghiêm chào, không quân phục trên thân. Anh xếp lại áo quần và súng đạn, cũng như là xếp lại cuộc đời anh. Ôi tổ quốc, ôi đồng bào nước Việt, quên thân mình anh dâng hiến đời trai, cùng anh em chiến đấu suốt đêm ngày, quyết bảo vệ giang sang cho nước Việt. Ban hòa bình no ấm cho dân ta, để giờ đây anh thương khóc nước nhà. Đón hòa bình sao chẳng chút niềm tin. Vâng, đó là hai bài thơ của quý vị khán thính giả của Công Nhân gửi vào trong mùa tháng tư đen này, và còn rất nhiều bài thơ nữa thì chúng tôi sẽ tiếp tục đọc vào trong những kỳ tới. Dạ vâng. Xin mời quý vị đừng rời màn ảnh của Hồng Việt TV. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút thông tin thương mại của đài. Anh vui xa trường, cho lòng em nhớ thương, cho em cả bài Tiếng Hát Hậu Phương. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của Hồng Việt TV. Kính thưa quý vị, chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được đặc biệt bảo trợ bởi công ty điện tử Teletron. Teletron có rất nhiều chi nhánh trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, một nơi chuyên bán những vật dụng điện tử như TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, bàn ghế, tủ giường, nệm đều được làm tại Italy. Đặc biệt nhất vẫn là chiếc ghế massage vật lý trị liệu hiệu Inada được làm chính gốc tại Nhật Bản. Thời gian vừa qua, quý vị đồng hương sử dụng và rất yêu thích. Quý vị có nhu cầu mua sắm xin vào thăm trang nhà teletronusa.com. Quý vị có thể gọi điện thoại mua sắm qua số 1877-892-6999. Và để kỷ niệm 10 năm thành lập hệ thống Teletron và chào mừng đệ nhất chu niên chi nhánh Chicago trong Super Smart Nile, Teletron xin cảm tạ sự ủng hộ của quý đồng hương bằng hai buổi nhạc hội hoàn toàn miễn phí thứ Bảy ngày 5 tháng 5 từ 6 giờ chiều đến 11 giờ đêm và Chủ nhật ngày 6 tháng 5 từ 1 giờ trưa đến 6 giờ chiều, với sự góp mặt nhiều ca sĩ nổi tiếng như Lệ Thu, Phương Quế, Thiên Tôn, Nguyễn Hồng Nhung, Minh Tuyết, Mai Quốc Huy, Thiên Kim, Y Phương, Cardin, Trúc Lam, Trúc Linh, Đăng Vũ, Loan Châu, Tuấn Quỳnh, hài kịch Thúy Nga, Văn Ri, MC Nam Lộc, Việt Thảo, Giáng Ngọc và tài tử Kiều Chinh, ban nhạc Hoàng Nghĩa, âm thanh ánh sáng do Sài Gòn Entertainment đảm trách. Hai ngày nhạc hội kỷ niệm đệ nhất chu niên chi nhánh Teletron Chicago thứ Bảy ngày 5 tháng 5 và Chủ nhật ngày 6 tháng 5 hoàn toàn miễn phí, không bán vé. Kính mời quý đồng hương cùng đến tham dự. Ngoài ra, trong suốt 4 ngày từ thứ 6, 4 tháng 5 đến thứ 7, 7 tháng 5. Đến thứ 2, 7 tháng 5, Teletron Chicago còn tặng quà miễn phí cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày mà không cần phải mua hàng, cùng với chương trình đại nhạc hội. Với chương trình đại hạ giá hoàn toàn giá trị tại khắp 14 chi nhánh Teletron trên toàn Hoa Kỳ, Teletron xin sòng kính mời Teletron Chicago trong Super Xmart Nile, địa chỉ 801 Civic Center Drive, Nile, Illinois 60714. Điện thoại 847-728-8888 hoặc 877-892-6999. Dạ vâng, chương trình Tiếng Hát Hậu Phương cũng được bảo trợ bởi công ty dược thảo Cảnh Thiên. Nếu tốn tiền, nhiều tiền nhưng trị mãi không lành các chứng bệnh ngứa da, chàm, vẫy nến, mụn mặt, đau khớp vai, đau cột sống cổ, đau thần kinh tọa, đau khớp gối, viêm gan, tiểu đường, cholesterol, ăn không tiêu, viêm loét dạ dày, trĩ, sa ruột, sa tử cung, viêm xoang, thận suy, hen suyễn, xưng tuyến tiền liệt, đi tiểu quá nhiều, hãy dùng ngay dược thảo đặc chế của Đông y sĩ Cảnh Thiên sẽ thấy kết quả rất nhanh. Đông y sĩ Cảnh Thiên còn bào chế 3 loại bột dinh dưỡng cao cấp dành cho người bệnh tiểu đường, ngừa tăng cân cho trẻ em và người già, biến ăn, sụt cân, gầy ốm, đã được cơ quan FDA kiểm phẩm và chứng nhận. Hiện có option đặc biệt mua 5 tặng 1 free shipping,
gọi ngay công ty dược thảo Cảnh Thiên ở số 14441 Brookhurst Street, Suite 8, Garden Grove, Cali 92843. Đây là địa chỉ duy nhất của Đông Y Sĩ Cảnh Thiên, không có chi nhánh nào khác. Điện thoại 1855-775-1069, điện thoại 1855-775-1069. Sau đây là thông báo chương trình Yuka tưởng niệm tháng Tư Đen. Đoàn Yuka Nam Cali trân trọng kính mời quý đồng hương, các bạn bè và anh chị em Yuka khắp nơi cùng đến tham dự, sinh hoạt và chia sẻ trong chương trình Yuka tưởng niệm tháng Tư Đen với chủ đề Trả lại cho dân, được tổ chức từ 3 giờ đến 5 giờ 30 chiều ngày Chủ nhật 29 tháng 4 2018 tại hội trường Nhật báo Người Việt, cuối đường Moran gốc Bosa, thành phố Westminster, vào cửa miễn phí. Đoàn Yuka Nam Cali trân trọng kính mời quý đồng hương, các bạn trẻ và các anh chị em Yuka khắp nơi cùng đến tham dự, sinh hoạt và chia sẻ trong chương trình Yuka tưởng niệm tháng Tư Đen với chủ đề Trả lại cho dân, được tổ chức từ 3 giờ tới 5 giờ 30 chiều ngày Chủ nhật 29 tháng 4 2018 tại hội trường Nhật báo Người Việt, cuối đường Moran gốc Bosa, thành phố Westminster, vào cửa miễn phí. Đoàn Yuka Nam Cali trân trọng kính mời. Và trong những sinh hoạt vào mùa tháng Tư Đen này, có chương trình lễ tưởng niệm thuyền nhân, bộ nhân do Ủy ban thực hiện tượng đài tổ chức vào ngày 29 tháng 4 2018, đúng 2 giờ chiều tại Big Family Funeral, 7801 đường Bosa, thành phố Westminster. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc cô Ái Cầm 626-589-9242 và giáo sư Vân Bằng 714-313-3093. Và sau đây là tin nhắn từ email của Tiếng Hát Hậu Phương. Tôi tên Đinh Quý Đệ, sống ở Sài Gòn, Việt Nam. Tôi chưa đi lính vì trước 75 còn là học sinh, nhưng rất yêu đời lính hào hùng, lãng mạn và thuộc nhiều bản nhạc về lính. Và đương nhiên rất thích chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Tôi là bạn học của Sử Ngọc Minh, hình như là Hội đồng Hương Quản trị ở Texas. Tôi có quen với chú Đào Đình Thái, KBC 4821, thuộc Hậu Cứ Trung đoàn 40, Sư đoàn 22 Bộ Binh, đóng ở Phú Tài, Quy Nhơn. Chú Thái người Bắc di cư, quê ở Nam Định, đạo Công giáo, gia đình sống tại ngã ba Ông Tạ, Sài Gòn, sinh khoảng 1934 hoặc là 1935. Tôi rất mong nhận được thông tin về chú. Đây là người chú mà tôi rất nể trọng. Điện thoại của tôi 0939389845. Rất mong chương trình Tiếng Hát Hậu Phương giúp tôi tìm và liên lạc được người lính già này. Kính chúc thưa chương trình ngày càng hay hơn nữa và có nhiều thông tin bổ ích về người lính. Trân trọng cảm ơn. Và xin chúc anh Đệ tìm lại được người lính già tên là Đào Đinh Thái. Cảm ơn. Dạ vâng, sau là thông báo từ Trung tâm Asia. Trung tâm Asia trân trọng giới thiệu chương trình trực tiếp thu hình với chủ đề tình khúc Phạm Đình Chương, chủ đề Mộng Dưới Hoa, được tổ chức vào ngày 28 tháng 4 2018 với hai suất 4 giờ chiều và 8 giờ tối. Chương trình hội tụ các ca sĩ danh tiếng hải ngoại, các ca sĩ, các MC điêu luyện của Trung tâm Asia, sân khấu thật lộng lẫy cùng vũ đoàn Asia. Rất mong quý vị khán thính giả khắp nơi ủng hộ để cùng duy trì nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Mọi chi tiết liên lạc mua vé xin order online trungtamasia.com hoặc gọi số 714-636-3002. Và Asia 81 với chủ đề Gió Xuân cũng sẽ được phát hành trong nay mai. Kính mong quý vị khán thính giả khắp nơi ủng hộ. Quý vị có thể order online trungtamasia.com hoặc gọi điện thoại 714-636-3002. 714-636-3002. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi trở lại với Đại úy Nguyễn Hoài Phương. Anh thuộc Tổng cục Chiến tranh Chính trị và anh đến từ Houston, Texas. Dạ, được trở lại với anh. Tiếp tục thì có một câu hỏi của một vị khán giả đã gửi vào. Dạ vâng, chú Hiệp Trương, chào hai cô ca sĩ Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế và anh Niên Trưởng Phương, cũng như Nghĩa Sửa, lâu ngày mới thấy mặt. Xin hỏi anh Đại úy Phương, ra Bắc lúc nào, năm nào và trở về lại nhà lúc nào? Dạ. Tôi xin trả lời là khi ra Bắc là tôi ra vào khoảng chừng tháng 6 năm 76. Tức là sau khi ở tù Long Giao đó khoảng một năm. Thì ra ngoài Bắc từ năm 76 rồi ở tù cho đến năm 80.
Thì lúc đó đó là tôi đang làm, bởi vì tôi ra ngoài đó là tôi làm thợ mộc. Thì ở trong trại nói là đi về làm việc. Thì tôi cũng không biết là làm việc có nghĩa là có thể là người ta sẽ đưa đi trại nào đó. Mình không biết, nhưng mà đến lúc mà về đến trại cái là người ta cho biết rằng là được về. Và khi mà nói được về đó thì đương nhiên là mình, các ông nói là mình tiến bộ mà chưa về thì chưa tiến bộ, chỉ có vắn tắt bao nhiêu đó thôi chứ không có lý do gì khác đó. Thì là người ta cho riêng, là ở một riêng, không có cho tiếp xúc với lại những anh bạn tù khác nữa. Rồi ở đó thì làm thủ tục giấy tờ, người ta trả lại tiền, trả lại quần áo, rồi mình có tư trang gì đó thì người ta đi đồng hồ hay nhẫn cưới gì đó là người ta trả lại. Rồi người ta cho mình cái vé xe lửa, rồi cộng thêm 10 đồng nữa là đi về Nam. Thì tôi cũng may mắn là lúc đó là vợ tôi cũng mới đi ra thăm nuôi, cho nên là đồ ăn còn nhiều lắm. Cho nên là tôi cho lại anh em, nhưng mà tôi cũng còn cầm theo là 2 ký gạo với lại 1 ký lạp xưởng, bởi vì cũng không biết là các ông có cho mình về thật không hay là các ông đưa đi trại khác. Sao bị gạt nữa? Sao bị gạt? Rồi cuối cùng mang lại về Sài Gòn. Rồi đến đó thì đến năm 80 tôi về lại Sài Gòn. Về Sài Gòn rồi đến năm 83 đó thì tôi được đi rời khỏi nước để đi Canada. Thì lúc đó là vợ tôi với 2 đứa con đó là đi năm 82. Còn tôi phải ở lại 1.5 năm nữa, các ông mới nói là tôi, tại vì tôi là sĩ quan tâm lý chiến ở Sài Gòn không có giải quyết. Thì là tôi lại lùi lại 1.5 năm sau đó là tôi mới đi sang Canada. Thì sang Canada được coi như là 3 năm, chưa đầy 3 năm nhưng mà cần gần 3 năm thì tôi lại sang bên Mỹ. Sang bên Mỹ với cái diện sang bên này để đi làm. Là tôi sang và định cư luôn ở bên Houston, coi như thế cũng được 31-32 năm gì đấy. Dạ vâng. Nhưng mà anh đi Canada thì là gia đình bảo lãnh hay sao, chứ đâu phải là đi theo HO? Thì đúng rồi, gia đình bảo lãnh. Cái lúc đó là chưa có HO. Lúc đi rời Việt Nam là năm 83 đó thì chưa có chương trình HO. Thì con thì mình đi sớm thì nó cũng may mắn là con tôi nó bắt đầu nó cứ thế nó học lên, nó không phải đứng lại năm nào hết. Dạ vâng. Các cháu sang Mỹ cũng vậy nữa, thì cuối cùng là có 2 đứa con đó thì các cháu cũng tốt nghiệp hết. Một cháu là bác sĩ phải không thưa anh? Dạ, và còn đứa con gái đầu thì nó là kỹ sư điện. Dạ. Vậy thì cuộc sống anh cũng ổn định rồi và thoải mái rồi, mà tức là anh được ơn trên ban rất là nhiều phước báu. Tất nhiên là bệnh cũng hết. Rồi con cái cũng thành đạt nữa. Và hồi nãy anh có nói là anh có một cái phép lạ nào nữa đó, cũng đặc biệt lắm, anh đang nói thì bắt đầu chương trình ngừng. Thì đi tù rồi được về sớm đó, chứ gần chiến tranh trị là không có thể nào mà lại có 5 năm hết. Thì cái hồi đó tôi nhớ là về đến Sài Gòn đó thì mấy anh mà còn ở lại đó, mà nó cũng lạ lắm, cái khi mà mình được về đó thì mình sướng thật, nhưng mà mình tự nhiên mình nhớ cái không khí ở trại tù, là bởi vì mình được về mà các anh em ở lại thì mình đâu có vui. Mà nhất là cái khi đó là nó 17 người về thì chỉ có 2 người là khỏe. Đó là tôi với lại một anh làm bên thợ rèn. Còn lại toàn mấy ông già mà ở trong bệnh viện không à. Được phủ lý ra là lấy mấy ông ra để đưa các ông về. Để mà chữa bệnh với chôn với chết như thế. Chắc cũng bệnh lắm mới cho về đó. Chắc bệnh lắm rồi. Nhưng mà sau không này xong. Anh có liên lạc lại được với các đồng đội của anh không chưa anh? Thì cũng anh em sau này về đó thì cũng có liên lạc lại. Nhưng mà nó tức cười lắm. Cái lúc mà về đến nhà là mấy bà vợ của mấy anh còn đang ở trong tù đó đến nói bảo là có cái đường dây nào chạy hết 23 cây kia. Mà mình lúc đó là đâu có đồng nào, khi mà đi tù đó không có đồng nào để lại cho vợ con, đó là một cái sự đau khổ cho gia đình rồi. Thì giả dụ như có đường dây ấy, thì tiền đâu ra mà mình lo tới hầm mấy cây vàng lúc đó. Nhưng mà chắc mấy chị cũng muốn chồng về đó. Rồi cũng nghe. Vâng, thì cái này nó chỉ là một cái sự may mắn và phép lạ không thể giải thích được. Chẳng hạn như cái bệnh của tôi đó là đây là tôi muốn trình bày với quý vị ấy, đây là cái phổi của tôi này, khi mà mình mới bị đó thì cái bên trái này nó có cái biếu ở đây là nó to bằng cái quả trứng gà, còn bên này là nó to bằng cái quả nhãn của mình á, thì hai bên phổi đều có.
thì như thế này là nó đã di căn từ bên trái qua bên phải rồi, nhưng mà rất may là nó mới, nó vẫn còn ở trong phổi, chứ nếu mà nó đi ra chỗ khác rồi thì chắc là vô phương. Coi như là cuộc đời anh quá may mắn. Rồi đến đến sau 3 tháng nó chữa đó thì quý vị thấy là cái hình này, tức là mấy cái vàng là nó biến hết rồi, là bởi vì vì cái thuốc mà Keytruda đó, mà rồi nó làm cho mấy cái biếu biến mất. Đến bác sĩ chữa bệnh người ta cũng ngạc nhiên là cái này là đây cũng là một cái phép lạ theo tôi nghĩ như vậy. Cảm ơn anh đã chia sẻ với chúng em về cái bị ung thư phổi. Và thưa anh, trở lại cuộc đời quân ngũ của anh, anh có cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong cuộc đời của anh với các đồng đội không thưa anh? Kỷ niệm thì nhiều lắm, bởi vì khi mà ở trong cái ngành chính trị mà lại có tính kèm theo là văn nghệ văn gừng trong đó đó thì nhiều vui. Kỷ niệm vui lắm. Thì tôi cũng không biết là giờ chọn một cái nào mà nhất định hết, nhưng mà ở đó là quê hương của Tổng thống Thiệu. Mỗi lần mà phái đoàn Tổng thống về đó thì là rất là rầm rộ vui lắm. Thì xuống dưới bãi biển Ninh Chữ rồi ca hát, là chúng tôi đó là hồi đó ở bãi biển đó là chỉ cần trải mấy cái tấm ván ép xuống cát là nó đã thành một cái sàn nhảy rồi. Nó vui lắm. Rồi chúng tôi tổ chức ở cái bãi biển Ninh Chữ là một cái trung tâm dưỡng quân. Thì tiểu khu đó cứ có mấy tiểu đoàn đó thì thay phiên nhau là về đó dưỡng quân, rồi cái thì là chúng tôi xuống để liên lạc về vấn đề học tập về chính trị cho anh em, rồi tổ chức chiếu bóng văn nghệ này kia cho anh em trong cái thời gian dưỡng quân là khoảng một tuần. Dạ thì mấy tuần trước thì anh Phương Lục hay gọi vào để yêu cầu Phương Quế hát bài Ba Tháng Quân Trường. Phải nói là một trong hai cô hát Ba Tháng Quân Trường. Hôm nay em Phương Quế mình đã chuẩn bị rồi, cho nên Phương Quế trả lời cho anh Phương Lục để anh nói hoài cũng... Dạ vâng, thì trong mùa dịp 30 tháng 4 này đó, trong mùa 30 tháng 4 này đó, thì những bài hát về lính, những bài hát về quê hương thì chúng tôi đặc biệt để mà hát những bài hát này. Thì đây là một trong những bài nhạc lính của nhạc sĩ Hoài Nam. Mời quý vị, các quý vị cựu quân nhân, các anh lính Việt Nam Cộng Hòa cùng nghe bài hát này để nhớ lại những cái ngày tháng mà chúng ta ở quân trường, 3 tháng quân trường, và đặc biệt là theo lời yêu cầu của anh Phương Lục đã rất nhiều lần. Ngược
Phương nghe bài này có nhớ về quân trường không thưa? Chắc phải nhớ, kỷ niệm nhiều lắm. Vậy thưa anh, khi anh có thể cho chúng em biết cái cuộc sống của anh đầu tiên hết khi qua đến nước Canada không thưa? Thì tôi khi mà rời trại cải tạo rồi đó, thì tôi về thì tôi thấy cái nghề thợ mộc nó cũng hay lắm, thì nên sang Canada đó là cũng đi làm thợ mộc. Thì thấy mình cũng dựng được nhà cửa, rồi mình cũng đóng được những cái đồ gỗ trong nhà, thì mình thích lắm. Đến lúc sang bên này cũng vậy nữa, là tôi làm về coi như ở Việt Nam mình nói là trang trí nội thất đó, đó. Yeah. Tất cả những cái đồ mà mấy cô thấy ở trong nhà bếp chẳng hạn, mấy cái cabinet đó là tôi đóng, rồi tất cả những cái đồ gỗ ở trong nhà, kể cả molding, rồi crown molding, rồi baseboard này kia là tôi làm hết. Nhưng mà có học không thưa anh? Thì thật ra là sang bên này đó cũng may mắn là không có đi vào trường, nhưng mà đi theo mấy cái người Mỹ đó, người ta làm đó, thì lúc đầu đó tức cười lắm, chỉ có 6 đồng một giờ, thì một tuần lễ lãnh được 200 mấy đó, thì phải đưa cho con gái đó 100 đi chợ, còn lại là bỏ nhà băng người trả bill đấy này kia. Rồi cái làm riết cho đến cái lúc mà lên được 14 đồng đó, thì là cái hãng đó nó benefit hết, là mình làm thì mình ăn, không làm là không có. Rồi cái đi ra làm riêng thì cũng may mắn, lúc đầu thì sợ lắm, sợ là không có khách hàng, rồi cái mình không biết xoay trở làm sao. Mà nghề thì chỉ biết có mỗi cái nghề đó, nó không biết nghề nào nữa. Cái nhưng mà cũng may mắn là khi mà ra riêng như vậy thì chính những các cái người mà khách trước đó, người ta mướn qua cái công ty đó, người ta lại gọi. Người ta gọi mình thì cũng là hồi xưa đó là người ta mướn ở cái công ty đó thì cũng mình làm. Bây giờ người ta mướn thẳng mình á, thì người ta save được rất là nhiều tiền. Dạ, rẻ tiền hơn. Đó, thì rồi từ đó đó rồi mình cũng giỏi tiếng Mỹ thì không giỏi mà nghề cũng chẳng cao, nhưng mà sở dĩ mà mình có nhiều khách là vì mình giữ được cái chữ tín, hẹn ngày mai đến là mình đến ngày mai, chứ còn không có nói mà anh làm đó là làm xong, thí dụ làm phao xong như Phương Hồng Quế thì mới đi sang làm cho Trang Thanh Lan, chứ không có cái kiểu làm cô Quế Phương Hồng Quế 2 ngày thì chạy những kia làm 2 ngày để giữ job, anh cũng làm như vậy. Thì có lẽ là mình, bởi vì mình có cái chữ tín và mình làm cho người này xong mình với người kia, nếu mà cái người kia có cần thì cứ việc đi kiếm người khác. Nhưng cũng là cái may nữa là khách hàng đó là người ta chờ, tôi bảo ok tao mà khi mà chờ. Qua bên Mỹ, qua bên Houston, anh cũng có tiếp tục cái nghề thợ mộc không thưa anh? Đúng rồi, anh làm nãy giờ rồi. Nó vẫn tiếp tục làm tiếp cho tục đến từ Canada là anh qua bên Houston anh vẫn đúng rồi. Thì hồi bên Canada đó là làm nhà nhiều hơn, sang bên này bắt đầu làm cái cabinet này kia mới học ở đấy. Thì ở đây thật sự nó cũng dễ, là bởi vì thứ nhất là dụng cụ mình có sẵn, thứ hai là gỗ đó cỡ nào nó cũng có bán hết, rồi molding cũng thế, mình đâu có phải bào phải gì đâu. Nên ở đây làm sướng hơn trong Việt Nam đúng phải rồi. Bào tay phải làm nhớ đủ thứ cái hồi đi tù vậy. Khi mà chúng ta kỷ niệm tháng Tư Đen 30 tháng 4 thì anh có cảm nghĩ gì về ngày 30 tháng 4 thưa anh? Thì 30 tháng 4 đó là một cái ngày, một cái biến cố mà nghĩa là mất sạch sẽ. Vợ mất chồng, chồng mất vợ, mất con, đủ thứ rồi. Bao nhiêu là nạn nhân ở ngoài biển. Mà chính ngay trong cái họ tôi cũng có mấy đứa cháu nó đi, nó mất tích luôn. Không biết, không có... Thì đương nhiên là chắc là đắm cái tàu đó rồi. Rồi... nó gây ra một cái biến cố mà nó đau thương, bây giờ mình không biết là diễn tả như thế nào để nói được hết lại những cái đau khổ của đất nước mình 30 tháng 4. Ngay bản thân mình cũng thế nữa, đang tự nhiên cũng mất hết. Về thì lương lính thì là tính liền. Đến lúc mà mình đi tù đó thì mấy ông ấy nói là cấp úy là chỉ có 10 ngày. Rồi cái là ở mãi không về. Rồi cái vợ con ở nhà đó thì cũng không có tiền mà sống nữa, mà đi buôn bán thì đâu có biết buôn bán cái gì đâu. Nhưng mà vợ anh đó thì may mắn là được mấy bà sơ ở trong Saint Paul, nhà thương Saint Paul. Bởi vì bà này là bà ấy xuất thân là nữ hộ sinh quốc gia, cho nên là bà vào đó bà làm cái ở chỗ cái phòng hộ sinh đó. Thì cũng được trả lương đấy, nhưng mà có mấy cái bà mà đến sanh thì các bà ấy cho
đồ ăn này kia rồi mang về cho con. Vậy thì anh, cái đời sống anh lúc anh đi tù thì chị cũng có gặp cái sự may mắn nữa. Đấy, có cái sự phải may nói mắn rằng anh may mắn rồi. Rồi qua bên Mỹ, bên Canada sống cực khổ như vậy nhưng mà con cái thành đạt. Thì là anh là phải nói rằng anh là một trong những cụ quân nhân, những người mà đi tù về mà thành công đó anh. Dạ, thì nói về người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thì em cũng xin mượn một bài hát của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Bài hát được mang tên Gọi Tên Anh Là Lính. Tại vì chúng em lớn lên là trong thời chinh chiến, cho nên những hình ảnh của người lính Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn ở trong tim ốc chúng em. Cho nên cái bài hát vì Gọi Tên Anh Là Lính thì em rất là thích. Em kính tặng quý khán thính giả cũng như các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa sau đây. Thích quá ha. Dạ vâng, sau đây là có lời nhắn của chị Yến. Số điện thoại 708-691-3564. Mong anh Phương liên lạc để hỏi về cách chữa bệnh ung thư phổi. Và một tin nhắn nữa của chú Liêm ở Georgia. Hôm nay chương trình có khách mời anh Nguyễn Hoài Phương. Số điện thoại của tôi là 407-453-6565, hỏi về cách trị ung thư. Cảm ơn anh. Dạ, sau khi chúng em chương trình xong rồi sẽ chuyển số phone của các anh chị cho tới cho anh Phương. Dạ, anh Phương sẽ gọi lại từ người để chị. Dạ. Okay.
Dạ vâng. À, sau đây là một tin nhắn nữa để Phương Hồng Quế đọc luôn. Người lính già Tennessee có yêu cầu hai cô hát bài Sài Gòn Vĩnh Biệt của Nam Lộc. Hai cô hát, xin hai cô hát vì đã 43 năm rồi, chưa có về thăm Sài Gòn nhớ lắm. Hai cô ơi, hoặc có thể hát bài Đêm Kinh Cầu để nhớ lại bạn bè vượt biên. Xin hỏi đại úy Phương, có đến Đức Lộ bên Pháp chưa? Bên Pháp có nhiều phép lạ lắm. Thì tôi có đến Lộ Đức và Fatima đó vào tháng 11 năm ngoái. Thì tôi cũng đến đó thật sự là để mà tạ ơn Đức Mẹ đã cho tôi một cái phép lạ mà rất là to lớn. Mà tôi nghĩ rằng là phải có những, tôi thì không có đạo đức gì hết, nhưng mà vẫn được Đức Mẹ, vẫn được Chúa thương thì đủ biết rằng là mình cứ phải tin tưởng thôi và cầu nguyện. Thì kỳ đi vừa rồi tôi chỉ có cảm ơn, tôi không dám xin cái gì nữa. Dạ. Cái phép lạ này quá tuyệt vời đối với tôi. Dạ, một khán giả nữa, anh Việt Khoa ở San Jose muốn hỏi đại úy Phương là khóa mấy của Chiến tranh Chính trị Đà Lạt. Số điện thoại tôi là 408-893-8921. Muốn anh Phương liên lạc để hỏi về bệnh ung thư. Dạ, tôi, chúng em sẽ chuyển dạ. Tôi đó thì không? Tôi không phải là ở trường đại học Chiến tranh Chính trị tôi ra, mà là tôi là nguyên thủy là sĩ quan bộ binh, rồi sau này đó rồi được đi học rồi những khóa sơ cấp, rồi trung cấp, rồi cao cấp ở trên trường đại học Chiến trị. Mà cái này nó có một cái chi tiết nhỏ nữa là cái lúc mà nó xảy ra cái biến cố mà 30 tháng 4 thì đúng lúc đó là tôi vẫn còn đang là khóa sinh của trường đại học Chiến trị. Thì tôi đã theo trường để mà di tản về tới Sài Gòn luôn đó. Thì hồi đó là như ở tiểu đoàn 50 vậy. Yeah. Thì lúc đó là tôi đi qua Phan Rang đón con tôi đây thì đã được gửi về Sài Gòn rồi, còn có bà vợ tôi. Thế là gặp một anh bạn, anh ấy là tiểu đoàn phó của tiểu đoàn 20 cho anh chị đó, anh ấy chạy đến Phan Rang. Thì anh ấy có cái xe jeep ở ngoài thôi, chứ của anh chứ không phải là của quân đội. Thế là tới 11 người leo lên cái xe jeep để chạy thì đến Phan Thiết là cùng đường rồi, không đi xe được nữa. Thì tụi tôi đi cano, đi cái tàu nhỏ đó về lại Vũng Tàu. Yeah. Rồi cái tìm đến đi trình diện, rồi thật sự là lúc đó cũng không làm gì được, có thể mà nó quá muộn để mà tái võ trang hay là làm cái gì được hơn nữa. Thì nó xảy ra cái vụ 30 tháng 4. Lúc đó là vợ con anh là đi chung với anh. Vợ anh đi chung với anh. Đúng rồi. Để... từ Phan Rang đi về Vũng Tàu. Đúng rồi. Và cứ nằm đó chờ thôi, chứ đến ngày mất nước luôn anh. Dạ. Dạ. Dạ, bây giờ Quế có thể hát bài việc người lính già đó, người di tản buồn đó. Dạ vâng, cái bài hát người lính già. Dạ không, cái bài mà bài người lính già cũng như có một số quý vị yêu cầu là bài Sài Gòn ơi Vĩnh Biệt của nhạc sĩ Nam Lộc. Thì Phương Quế xin hát bài này để chúng ta cùng tưởng nhớ về Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông của chúng ta năm xưa. Đô trưởng Sơ Lô Rốc. Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, tôi đã hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi, những ngọt ngào nát trên môi, những giọt lệ ôi sâu đắng. Sài Gòn ơi, nắng vẫn có còn vương trên đường ngày xưa, mưa có ướt ngập lối đường về. Rồi mùa thu lá còn đổ xuống công viên, bóng gầy còn bước nghiêng nghiêng,
hay đang khóc thương cho người đi. Tôi giờ như con thú hoang lạc đàn. Từ ngày qua, từ kiếp sống quên thời gian, kiếp tha hương lắm thương đau, lắm chua cay. Tôi gọi tên ai mãi thôi. Sài Gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về. Đường ngày xưa mưa có ướt ngập lối đường về. Dù thời gian có là một thoáng đam mê, phố phường vàng ánh sao đêm, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên. Dù thời gian có là một thoáng đam mê, phố phường vàng ánh sao đêm, nhưng tôi sẽ không bao giờ về 30 tháng 4 thì không bao giờ mình quên được. À, và thưa anh, còn những giây phút chót đó thì em muốn hỏi anh là anh có muốn nhắn nhủ về thế hệ trẻ của chúng ta, hậu duệ chúng ta sau này không thưa anh? Thì cái thế hệ của chúng tôi là đã đi qua rồi. Bây giờ đó là cái thế hệ của trẻ, cho nên là cái vừa mới đây thôi, tôi đã khuyến khích cái thằng cháu ngoại, có một thằng cháu ngoại duy nhất, tôi khuyến khích nó là làm một cái gì đó cho Việt Nam. Con hãy về Việt Nam để mà về cái cội nguồn đó, để con tìm một cái gì đó để mà giúp đỡ Việt Nam. Thì cháu đó là nó vừa tốt nghiệp 4 năm ở trên Đại học Georgetown ở trên Washington DC. Thì đáng lẽ nó vào trường luật, nhưng mà nó đã tình nguyện về Việt Nam trong cái chương trình mà Fulbright đó. Thì cháu nó về đó để nó dạy học. Thì nó được bổ về cái trường Đại học Kiên Giang. Thì tất nhiên là chúng nó về đó là chúng nó dạy Anh văn, rồi nó trao đổi về những cái văn hóa giữa Việt Nam với Mỹ. Thì ở trong cái đoàn nó là có 17 đứa, nhưng mà chỉ có 5 đứa là con là Việt Nam. Thì trong cái năm đứa đó là chỉ có mỗi cái thằng này là con trai, còn 4 đứa con gái. Mà chúng nó là những đứa mà đã được trường y khoa này kia nhận hết rồi đó. Nhưng mà chúng nó bỏ nó về Việt Nam, nó ở một năm để nó dạy học. Thì mà cái thằng này là nó đặc biệt là nó cũng nói được tiếng Việt nữa, nhưng mà nó không có nói giỏi thôi. Thì nó ở Việt Nam từ tháng 8. Tháng 8 nó đi về Việt Nam thì ở... Tòa đại sứ Mỹ nó giữ lại một tháng để nó dạy về những cái phong tục tập quán của Việt Nam. Tôi lấy thí dụ như thế là ở bên này thấy chó là đến nựng, nhưng mà bên Việt Nam mà nựng là nó cắn. Nên là, dạ thưa anh, rất là hay. Anh coi như một lời nhắn nhủ thay lời nhắn nhủ của anh đối với thế hệ trẻ của chúng ta ở Việt Nam. Đó là cháu ngoại của anh đã đại diện anh rồi. Thì bây giờ chúng ta còn những giây phút chót thì chúng ta hay hát, chú em hay hát một bài để tặng khán giả trước khi chia tay. Hồi nãy thì anh có đề nghị bài Hoa Son Thèm Cũ. Bây giờ ba anh em mình đứng lên hát bài Hoa Son Thèm Cũ để chia tay nha thưa anh. Ok. Dạ. Nắng nhẹ vương trên lưng đồi,
Dạ thăm có ngày, có buổi nay thôi, chứ đâu có đôi ngày. Mai anh lại đi rồi. Chúng ta phải tạm biệt ở đây rồi, mời anh gửi lời chào đến quý vị khán thính giả, thưa anh. Dạ, tôi một lần nữa xin gửi lời chào tạm biệt đến thính giả, khán giả của Hồn Việt TV. Và từ biệt Vương Hồng Quế, Trang Thanh Lan và anh Nghĩa. Hy vọng một dịp nào đó lại được tái ngộ ở đây và kể tiếp những các cái vụn vặt của đời lính để hầu quý vị và nhất là hai cô em gái ở đây là đã nổi tiếng. Đến đây đó mới thấy là không gì bằng gặp mặt mới thấy là đúng là đẹp và đúng là xứng đáng là những người đại diện em gái hậu phương của lính chúng tôi. Cảm ơn anh Phương rất là nhiều đã tới đây từ đường xá xa xôi mà bay qua đây với chúng em để chia sẻ cuộc đời nhà binh cũng như là cuộc đời của anh sau khi qua Mỹ. Thì chúng ta tới giờ chia tay rồi, thưa quý vị ơi, Trang Thanh Lan, Phương Quế, anh Phương cũng như Nghĩa Sữa rất cảm ơn những lời vừa qua đến với chương trình. Mình tạm biệt ở đây, kính chúc quý vị một đêm thật bình yên và hạnh phúc. Hẹn tuần sau cũng vào giờ này, 7-8:30 giờ Cali. Anh vui xa trường cho lòng em nhớ thương.